Tâm Quốc xin đến chào toàn thể quý cô chú bác anh chị em cùng các bạn. Mến chào tất cả quý vị trong nước và ngoài nước. Em kính chúc quý vị một năm mới sức khỏe tràn đầy, an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài phát đạt trong năm mới nha quý vị. Thì để đến với cái chương trình hôm nay thì Tám Cúc hôm nay xin là mạn phép kể cái mẫu chuyện này, nói về chuyện tình ở bên nước Mỹ nha quý vị. Đầu năm đầu tháng em sang tới bên Mỹ. Thì ở bên Mỹ nó mới có cái câu chuyện như thế này, chứ cái câu chuyện này nó không có thể ở Việt Nam được. Và đúng chính xác là nó như vậy. Thì cái câu chuyện nói về một cái chỗ cái phòng mạch của bác sĩ á, mà chuyên trị về cái trị liệu về mà cái chuyện sách đó quý vị. Đó, cái đó đó là chuyên trị liệu về những cái sinh lý á, nói chung là sinh lý của đàn ông đàn bà, của vợ chồng đó. Nếu mà ai bị kém sinh lý hay là yếu sinh lý gì đó thì tới cái phòng mạch này, ông bác sĩ này ông sẽ tư vấn và ông sẽ có cái biện pháp làm cho mình là khỏe hơn, là dẻo dai hơn, hay là giỏi hơn, hay là cái gì đó. Thì ông bác sĩ này ông giỏi về cái liệu pháp mà trị liệu mà cái bệnh mà giống như là lên không nổi á, lại ổng là ổng đưa thuốc, ổng hút thuốc vài thang là về lên phà. Em không biết nhưng em nói đại. Nhưng mà như thế này thì cái mẫu chuyện đó nó nói về cái phòng mạch chuyên trị liệu về sách đó nghe quý vị. Thì như thế này, thì ở bên cái đó có hai cái ông, có một cái ông cụ với một cái bà cụ này, thì mình đoán được ông cụ với bà cụ này cỡ khoảng là 70 rồi, chứ không có còn trẻ nữa đâu, cỡ khoảng 70 rồi đó. Thì cái tuổi này mà hai ông bà là dắt tay nhau đi tới cái phòng mạch của ông bác sĩ mà chuyên trị liệu về mẹ sắt đó. Cái mới bắt đầu ổng đi vô thì hai người ngồi xuống, thì khi ông bác sĩ ổng đã trị liệu, ổng đã tư vấn cho những cái bệnh nhân lại trước á, xong thì ông bác sĩ ổng mới là đi ra, ổng mới là coi như là chào hai cụ, cháu có thể giúp được gì cho hai cụ ạ? Tại vì người ta đi để tới phòng mạch ổng là chắc chắn cả phần trăm là chuyên trị về cái vấn đề sinh lý rồi, cho nên là ông bác sĩ ông nghĩ ngay là hai ông cụ bà cụ này là hai vợ chồng dẫn lại, chắc là vì cái chuyện đó hai ông bà làm ăn chặt ruột. Nói sao mà làm không được hay như thế nào mới dẫn lại gì. Thì ông bác sĩ ông lịch sự rồi, thưa cụ là hai cụ muốn cháu giúp gì cho hai cụ. Thì lúc này cái ông cụ á, ông ngồi nãy giờ bắt đầu ông mới đứng lên ông thở cái kiểu mà thở hổn hển như là ông. Bác sĩ ơi, không giấu gì bác sĩ, tôi không biết có phải là tôi bị nghiện cái vấn đề về sách đó không bác sĩ. Bây giờ là bác sĩ có thể nào cho tôi mượn cái phòng kế bên, thay vì bên đây có cái phòng bác sĩ khám còn cái phòng trống kế bên đó quý vị. Thì ông nói bác sĩ có thể nào cho tôi mượn cái phòng kế bên để tôi với bả vô đó rồi là coi như là quan hệ làm chuyện đó đó. Rồi bác sĩ làm ơn bác sĩ nhìn giùm tôi, bác sĩ làm ơn bác sĩ nghe giùm tiếng thở của tôi với bả. Nghe kỹ tiếng thở của tôi với bả mỗi khi làm việc á, xem coi là có phải là tôi với bả là bị nghiện không, bị nghiện về vấn đề quan hệ sex nó không. Bác sĩ xem giùm tôi, nghe thử cái tiếng tôi đi. Thì lúc này đưa vô cái tình huống này ông bác sĩ không khó, tại vì á mình chuyên gia chỉ cái này mà người ta lại người ta nói mà người ta bị cái gì giống như bị nghiện hay gì mà mình không chỉ thì không được. Nhưng mà ông yêu cầu là cho ông qua đó ông làm bác sĩ coi trực tiếp. Thì ông bác sĩ trong đầu ông nghĩ là hai cụ này là ta như là 70 rồi, có trên nữa, thì chắc là chấm mút chứ có làm được chứ có làm được gì đâu, thôi để cho ông vô cho ông chấm, mình đánh mút bên kia mình nhìn xem mình biết ổng có lên được hay không mình còn trị hay là như thế nào mà ổng nói ông bị nghiện. Thì cũng hiếu kỳ một tí, lúc đầu bác sĩ không hiếu kỳ thì thôi dạ thôi được, cháu có thể giúp hai cụ. Thì bây giờ thôi hai cụ vô phòng đó đi, thì hai cụ làm việc đi, rồi cháu có thể giúp nghe tiếng thở của hai cụ coi cái tần suất nó như thế nào đó. Thì hai ông bà bắt đầu nắm tay lên, ổng nắm tay lên nói đi bà ơi, đi vô đây bà ơi. Đó, cái hai người đi vô đó, đi vô bắt đầu là tèn 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 tèn, hai ông bà bắt đầu vô làm việc, vô phòng mạch bác sĩ làm kêu bác sĩ ơi, bác sĩ nhớ giờ bác sĩ coi giùm tiếng thở tôi độ nãy kia nha. Thì bác sĩ cũng dạ. Hai ông bà làm cũng ngon lành luôn. Ông bác sĩ ở ngoài ông cũng chăm chú ông nghe thử coi cái bệnh nhân này đi lại đây khám mà bị bệnh gì. Hai ông bà vô đây luôn mà cho mình trực tiếp mà để mà khám trực tiếp làm cho mình coi luôn còn gì bằng. Mình coi mình mới biết là thực tế hơn.
Thì khi mà làm xong, hai ông bà làm cũng, tôi nói ngay, cũng một lúc một hồi cũng ngon lành hoành tráng lắm nha. Xong tới chừng đi ra, ông cụ đi ra cái cũng thở hổn hển, thở hơn nãy tại mới làm rồi mệt chết rồi. Đi ra thở hổn hển đi ra. Thế dòm bác sĩ. Bác sĩ ơi. Bác sĩ thấy sao bác sĩ? Đi ra vậy, ông bác sĩ mới: "Thưa cụ, hai cụ ra đây ngồi đi, ra đây ngồi ghế đi rồi cháu tư vấn cho." Thì bà cụ bà cũng lồm cồm, bà cũng đi ra, bà cũng nó cũng hết biết bà cũng đi ra, bà cũng đi ra. Xong đi ra ngồi ghế cái bà cũng ơi, ngồi xuống ghế cái bẹp, còn ổng ổng ngồi ổng quay ra. "Mệt không em?" Hỏi bà có mệt không em, bà nói không, không có mệt, không có mệt chứ chứ á đó. Thì bắt đầu ông cụ phải quay ông hỏi bác sĩ hồi nãy bác sĩ nghe tiếng thở của tôi với bả như vậy là như thế nào, có ổn không bác sĩ? Cái bác sĩ nói ra, dạ thưa cụ, là với cái kinh nghiệm nhiều năm của cháu làm ở cái phòng mạch là chuyên trị liệu về sáp, thì cháu nghe tiếng thở của ông và của bà đây với cái tần suất như vậy và với cái độ làm như vậy và với cái tiếng thở như vậy thì hai cụ chuẩn luôn, cỡ tuổi hai cụ mà làm được như vậy là hai cụ chuẩn luôn, không có cần phải là khám trị gì nữa trơn, con thấy nó rất là bình thường hơn cái sự bình thường của con mong đợi nữa. Con nghĩ là chắc cái gì đó yếu đuối hay là cái gì đó thì con mới can thiệp vô thuốc men được, còn này con thấy cụ quá trời sung. Cụ sung cụ quỳnh tráng như vậy làm sao mà thuốc nào nữa, cho nên là thôi chúc mừng cụ khỏe ru à, cho nên là không có gì phải mà khám hết trơn á, không có gì hết trơn á, không có thuốc men gì nữa hết trơn á, bình thường cụ ơi. Thì ông cụ này ông mới cảm ơn, ông nói à vậy hả bác sĩ, vậy cảm ơn bác sĩ. Thì bác sĩ mới nói à, dạ không có chi à, cụ chỉ việc là đóng phí một cái tới cái phòng mạch của cháu á, để mà khám á, thì đóng phí là $20. Thì phiền cụ đóng vô $20 để mà vô cái phòng mạch, là kiểu như là tới phòng mạch là phải đóng tiền viện phí. Mà này đóng tiền cái giấy đó $20. Thì ông cụ ông cũng móc tiền ra $20 đóng vô, lấy miếng giấy bỏ túi đem về. Nó xong rồi hả, cảm ơn bác sĩ. Không sao, vậy mừng rồi, không có gì vậy mừng rồi, đi về bà ơi, đi về. Hai người nắm tay về, nắm tay đi ra, đi về. Thì đi về đâu khoảng cỡ 1 tuần sau, cỡ 1 tuần sau thì hai ông bà thấy nắm tay lại tới nữa, hai ông bà y gan này nữa cũng nắm tay lại. Bác sĩ nói chào cụ, có chuyện gì nữa hả cụ? Hôm nay không biết sao bữa hổm bác sĩ nói là nó bình thường, mà cả tuần nay tôi về tôi thấy cơ thể tôi nó không có bình thường, nó lại gạo gực cái kiểu gì á bác sĩ ơi, bây giờ tôi dám chắc là tôi bị nghiện rác rồi bác sĩ ơi, bây giờ tôi nghiện lắm rồi, cho nên là phiền bác sĩ coi kỹ lại giùm tôi lần nữa, chứ tôi thấy là tôi không có ổn vô cơ thể tôi rồi bác sĩ ơi. Thì ông bác sĩ lúc này ổng cũng gối rồi hình nó kỹ tá, hổm mình thấy cái nhịp điệu ổng, cái đồ ổng làm ngon lành lắm mà thanh niên trai tráng chưa chắc qua ổng nữa, mà tại sao mà ổng nói kỳ trời. Thì ổng nói bác sĩ làm ơn giùm tôi, ở đây chuyên là trị liệu về cái biện pháp trị liệu về cái vấn đề vợ chồng sinh lý này, mà bây giờ tôi lại tôi nhờ bác sĩ kiểm tra coi giùm tôi. Bác sĩ không lẽ ông kiểm tra, ông bác sĩ không thấy ông này nói cũng có lý, ông nói dạ thì vậy thôi, thì bây giờ hôm nay cụ muốn đến cụ khám cái gì, kiểm tra gì và khám gì thì cháu sẽ giúp cụ. Thì ông mới nói là cũng y vậy nữa đó bác sĩ ơi, tôi thấy tôi bị nghiện dữ lắm luôn rồi, tôi cảm thấy hết biết rồi, bây giờ phiền bác sĩ kiểm tra kỹ lên một lần nữa, là bác sĩ cho tôi và bà vô phòng kế bên và tôi với bà quan hệ, xong bác sĩ coi và bác sĩ nghe giùm cái hơi thở của tôi với bà thử coi nó như thế nào, nó có bình thường, nó có ổn không, hay là nó có gì thì bác sĩ trị giùm tôi, chứ tôi thấy tôi dữ lắm rồi. Ông bác sĩ lúc nãy ông gót nó kỹ ta, ông nãy ông nói bác sĩ làm ơn giùm tôi để cho tôi đi qua phòng kế bên tôi với bà quan hệ, xong bác sĩ nhìn giùm tôi đặng mà coi tôi có bệnh gì không đó. Thì ông bác sĩ nói thôi thôi được rồi, rồi rồi hai cụ vô vô làm đi, làm riết đi, rồi ra đây là con nhìn con coi xong rồi có bệnh gì thì con nói. Cái bắt đầu lúc này bác sĩ cũng bớt kiên nhẫn là bớt vui rồi đó nha, nhưng mà thôi kệ cho ông vô để ông đợi gì, bây giờ mình khám bệnh biết sao, giờ bệnh nhân tới yêu cầu rồi sao đó. Thì hai ông bà bắt đầu ổng đi vô, bà ơi đi vô bà ơi đó, hai người nắm tay đi vô phòng kế bên bắt đầu làm việc mà kêu bác sĩ ơi bác sĩ dòm nghe bác sĩ, rồi bác sĩ coi nghe giùm cái hơi thở tôi với bà nha nghe bác sĩ. Hai bà chậm thở hổn hển hồi thở thở hết biết lớp bả lớp ổng, tao nói ngang la làng lại sớm lên
Thì ông bác sĩ nói hai ông bà này sao mà còn sung sức dữ vậy ta, trời ơi trẻ còn chưa chắc bằng nữa, vậy mà có đau bệnh gì đâu mà kỳ vậy. Thì đó, khi mà làm việc xong cái đi ra, lúc này đi ra thì ông bác sĩ ông mới cũng trả lời gan, ông kêu ông hỏi là bác sĩ nghe hơi thở tôi với cái nhịp điệu làm nó như thế nào. Thì ông bác sĩ cũng nói dạ thưa cụ, cháu thấy rất là bình thường, không có cái gì mà đau bệnh hay là không có yếu hết trơn á, với cái tần suất của cụ như vậy là cụ rất là mạnh, cụ rất là mạnh luôn á, chứ không có phải mà đơn giản đâu, cho nên là chúc mừng cụ không có bệnh gì hết trơn á. Thì thôi bây giờ á cụ cũng đóng vô cái tiền lại tới phòng khám 20 đô la nữa đi, chứ bây giờ không có bệnh gì đâu, có khám bệnh đâu, cho thuốc gì đâu, chỉ có đóng cái tiền mà tới đây để mà tới phòng khám thôi 20 đô la mời cụ đóng á. Thì ông cụ cũng móc 20 đô la, ông đóng vô 20 đô la rồi thì xong trơn rồi, thôi đi về bà ơi, mình không sao hết trơn, thôi đi về. Hai người đi về cũng ổng cũng vuốt vuốt bả, em có khỏe không, em thấy em có mệt không bả, không em không có mệt. Xong cái chuyện tới chuyện đi ra khoảng tuần sau nữa, tự nhiên tuần sau bác sĩ lại nhìn thấy hai ông cụ bà này đi tới nữa, cũng vô y gan cái bãi đó, y gan như y gắt cái chiêu đó, cũng là bác sĩ ơi nghe giùm tôi hơi thở, nghe giùm tôi cái cường độ, bây giờ tôi cảm thấy tôi nghiện, tôi cảm thấy tôi nghiện sát, tôi cũng thấy tôi đủ thứ hết trơn, không thể chịu nổi, bác sĩ phải kiểm tra giùm tôi. Và bác sĩ ơi, bác sĩ làm ơn cho tôi vô phòng kế bên, tôi với bà trong phòng kế bên để làm chuyện đó. Khi mà làm chuyện đó rồi bác sĩ nghe giùm tôi cái hơi thở, nhịp tim, y gan vậy đó, cũng apsap làm giùm tôi vậy đó, tôi làm tôi bà cái nhịp thở, bác sĩ có bệnh gì. Thì lúc này bác sĩ hết kiên nhẫn rồi, người ta nói không có gì mà không quá ba lần, lần thứ ba bác sĩ bắt đầu mới nói bây giờ cháu hỏi thiệt cụ hai cụ đến đây á là bây giờ chính xác là hai cụ định khám cái gì, hai cụ nói rõ đi, chứ không có thể nào mà cứ vô làm chuyện đó hoài được trong cái phòng khám của con. Cái phòng khám của con của cháu là ở đây là để cho bệnh nhân tới khám, mà hai cụ cứ vô làm chuyện đó hoài cho tôi dẹp tiệm luôn á. Bây giờ á hai lần rồi, lần thứ ba giờ hai cụ nói thật đi, hai cụ tới đây đúng với mục đích hai cụ muốn khám hay muốn làm gì nói thật đi. Cái lúc này ông cụ ông thấy ông bác sĩ kênh xà mau rồi, khó chịu rồi, bắt đầu ông mới xuống được nhỏ mới cũng không có gì bác sĩ ơi, thiệt tôi nói thiệt với bác sĩ chứ tôi với bả không có phải là vợ chồng, mà tôi với bả là tình tình nhân, giống như hồi xưa còn trẻ tôi với bả yêu nhau mà không có cưới nhau được, không có đến nhau được, rồi bây giờ đã 50 năm rồi, bây giờ chúng tôi gặp lại thì như bác sĩ biết là tôi đã có vợ, bả thì có chồng, mặc dù vợ tôi mắc mà vợ của bả cũng mắc rồi đó, nhưng mà còn con cháu ở chung nhà, cho nên là tôi không có tới nhà bả được, mà bả cũng không thể nào tới nhà tôi được, có con cháu trong nhà làm sao mà tới được cái chuyện này, mà là nếu mà lớn tuổi thì làm gì cũng không có được tiền nhiều, mà tôi bả rồi tôi bả dẫn đi vô khách sạn á nó đòi tới 90 đô la, mỗi lần gì đó là đòi 90 đô la, mà tôi với bả già gì làm gì có tiền, cho nên thôi thấy vậy tuổi bả mới đi qua bên nhà nghỉ. Thì qua nhà nghỉ nó cũng đâu đòi rẻ đâu, nó đòi mỗi lần vậy thì cũng hết 50 đô la, hết 50 đô la luôn. Mà tôi mới nghĩ ra là cái phòng mạch chỗ bác sĩ này, tôi đi vô nè, tôi với bả được vô cái phòng đó, vừa làm việc nè, vừa được bác sĩ đứng canh chừng giùm nữa nè, an toàn cho bác sĩ canh chừng giùm nè, làm việc xong hết trơn mà bác sĩ lấy có 20 đô la mỗi lần vậy, tôi lời quá rồi. Tính tới tính lui là vừa an toàn mà vừa thoải mái, vừa được được lời nữa, bên kia 90, bên nọ 50, bác sĩ có 20 à đó. Thì chuyện là vậy đó bác sĩ. Thì bác sĩ ông lúc này ông đơ ra, ông nói trời ơi là trời, hai cụ lên tới đây là chủ yếu là để làm chuyện đó, để trả tiền rẻ hơn đó hả. Cái ông nói thì cũng khám bệnh, cũng khám nhưng mà tại không có bệnh thì trả 20, thấy vậy thì tôi lợi thêm mấy lần nữa đó. Hiện vậy đó thì bác sĩ cũng đưa ra thì tôi cũng trả bác sĩ 20 đồng đó. Bác sĩ lúc này ổng gãi đầu, ổng nói trời ơi là trời, ổng tức rồi, ổng biết mình giống như bị lợi dụng mà ổng tức rồi. Lúc này cái bà cụ bà bồi thêm cho ông bác sĩ thêm phát nữa, ổng nói trời ơi bác sĩ ơi, đã bác sĩ lấy có 20 đô la thôi mà tụi tôi cầm cái giấy về là bên bảo hiểm nó còn thanh toán tôi lại tới 10 đô la, bảo hiểm thanh toán lại 10 đô la, coi như là tôi chỉ có tốn 10 đô la thôi bác sĩ. Ông bác sĩ nói trời ơi là trời. Hai ông bà tính nhẹ lắm. Đây là một cái mỗi chuyện hài hước vui, nói về cái chuyện tình ở nước Mỹ với cái một phòng khám chuyên trị liệu về về chuyện đó nha quý vị. Thì chuyện sinh lý của nam nữ đó thì có những cái mỗi chuyện như thế này mình kể thì nó mới làm vui làm đẹp cho đời nha quý vị. Nhiều khi em kể chuyện thứ năm á, người ta nói là a tại sao mình lấy cái ví dụ người lớn hay người gì mình nói làm cho nó giống như mình hỗn hào người lớn hay là cái gì nghe nó kỳ. Nhưng mà em thưa thật
là những cái mẫu chuyện tiểu lâm là đa số là chuyện nó không có thật. Nó người người viết chuyện ra, có nghĩa là người ta rất là thông minh, người ta mới dàn dựng được một cái câu chuyện giống như một cái kịch bản, một cái bộ phim hay là một cái bài nhạc. Tất cả đều phải trí óc người ta phải là suy nghĩ, người ta mới viết được một cái bài nhạc, một cái phim truyện hay là một cái mẫu chuyện tiểu lâm, là người ta phải rất là sáng kiến và thông minh thì người ta mới mới làm ra được một mẫu chuyện cho mình kể cho mình nghe. Thì người sáng chế ra, người sáng tác ra được rồi tám cúc thì kể cho quý vị nghe. Em nói là chuyện tiểu lâm là những cái mẫu chuyện nó làm đẹp cho đời mình nghe thôi. Nếu mà mình lấy cái nhân vật đứa trẻ thì nó lại phản cảm, hay là mình lấy một cái con vật gì đó thì nó lại phản cảm, và mình lấy những cái tình huống giống như là nó hơi cứng cứng tí xíu để nó đưa vô, nó phải phù hợp với phong cảnh, nó mới cốt truyện thì nó mới gọi là hay, và nó đưa người ta theo hút theo, nó làm cho vui lên đó quý vị. Giống như là cái bữa mà Cúc kể chuyện gì đó thì cũng có mấy người nói là à sao mà lấy ví dụ cái người lớn tuổi mà không lấy người trẻ. Ủa, có những cái mẫu chuyện không thể nào mà lấy cái tình huống của người trẻ được mà phải lấy cái người lớn tuổi. Là cái mẫu chuyện mà Cúc nói là có một cái bà lão mà nửa đêm mà bà ngồi bà la lên á, có người hiếp dâm tôi, có người hiếp dâm tôi đó. Thì hàng xóm mới chạy ra thì thấy biết là cái bà lão bà hay ngồi góc đường, thì chạy ra thì thấy bà ngồi bà ăn trầu mắm 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 vậy nè. Thì mấy người hỏi ủa hồi nãy bà mới la ai hiếp dâm bà, sao giờ ra thấy bà tỉnh bơ bà ngồi ăn trầu vậy. Thì bà này bà mới nói là trời ơi, cuộc đời ai mà không có ước mơ mấy cậu, tại vì mấy chục năm tôi không có chuyện đó cho nên tôi tự nhiên tôi nhớ tới chuyện đó tôi la lại bà chơi vậy đó. Thì đó là cái mẫu chuyện vui, nói về một cái bà lão bà chỉ có la chơi cho nó vui, ngồi ăn trầu với mấy la chơi thì đó vô tình huống. Thì có một cái bạn là vô bình luận nói là tại sao mà không không sử dụng một cái người trẻ mà đi sử dụng một cái người già. Bây giờ em nói với vị, nếu mà cái tình huống này mà mình đưa người trẻ thì mình đưa như thế nào? Đâu có cái đoạn mà ăn chậu mớm 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 à, đời ai không có ước mơ mấy cậu, lâu quá tôi không có chuyện đó nên giờ tôi tự nhiên tôi mới có cảm giác đó, tôi la bậy bạ chơi. Còn nếu có người trẻ thì mình phải đưa như tình huống như thế nào? Người trẻ là phải đưa tình huống là bị hiếp dâm thiệt, chứ không có thể nào mà ước mơ. Nó trẻ nó đang phơi phới mắc gì nó phải ước mơ, phải không? Chỉ có những người mà đến tuổi đó là không ai đụng tới, giống như là người ta tôn trọng cái người lớn á, thì đâu có đụng tới. Thì tự nhiên mình cái sinh lý mình nó còn mạnh thì mình cảm giác là gạo gực thì mình nói chơi vậy đó, nó cũng đưa tình huống. Cho nên mong quý vị thông cảm khi nghe những cái mẫu chuyện tiểu lâm mà nó có mặn mặn tí. Tâm Cúc thì thoải mái vô tư lắm, em là muốn truyền lại cho quý vị những cái mà năng lượng sống về chuyện tiểu lâm và cười vui. À, chúc quý vị một ngày mới an lành và hạnh phúc. Em mong sẽ đón nhận được những mẫu chuyện hài hước của quý vị từ trong nước đến ngoài nước qua email của Tám Cúc là Nguyễn Kim Cúc 19118@gmail.com và số điện thoại thì 0979 789 800. Tám Cúc xin nhận chuyện và kể lại cho quý vị nghe hàng ngày. Em xin chào tạm biệt, chúc quý vị bình an và hạnh phúc.